chân cảnh nghệ an khi về thiên bản làm qua phường dây. Phật và niệm quan âm vô chùa, niệm Phật và niệm quan âm, thầm thông diệu chí minh tâm ý nghĩ thiền tài. Thank you.
năm nay hồi chín vui đông chín mừng tiệc cung minh bay tiền chuộc trên sườn nhất nhất tuần xưa rất lên để các dân là rất văn hóa quần 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 thiên tay rót rượu dâng lên bề ngọc các cô tiên dâng là mời rất quan người dưới tay tiên chúa chén rượu đào dâng lên bề ngọc các cô dâng vào là vào sức không hoa tươi sâu
dính quan trông ngóng nướng như bóng
lỗi điều chi còn xin đâu hóa phép thần thông xa cho chúng thật mặt chân nặng cạn cao số lời kêu tiếng cầu con xin hòa cho thỏa lòng ghế ông nghe tập thầy quan hòa ngài đi tâu đôi đồ cho ghế hoàng mãn đời mọi sự hành thông đạo tiên như trăng trăng rằm rằm sáng soi tìm thần tiên sư nghệ quan hòa được danh dùng đời người ta ngược xuôi nam bắc đi về buồn ai đã đi hoa đền ông sư tôi sớm kia có ngàn những đông người hằng kỳ như tôi kia có một những đông người sáng vừa bằng bằng nghe tiếng chuông vang con thành ra